Trong những ngày mưa dông nhiệt vừa qua thì một hiện tượng thiên nhiên khá hiếm gặp ở nước ta là vòi rồng đã xuất hiện tại thôn Tân Thuận, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào chiều tối ngày 19 tháng 7 và vòi rồng đã tạo thành cây nước được đánh giá là cao chưa từng có trong nhiều năm qua. Nhiều người dân chứng kiến cho biết là chỉ xuất hiện trong vòng 2 phút nhưng vòi rồng đã di chuyển đến cả cây số. Do xảy ra trên cánh đồng lúa mới cấy nên vòi rồng không gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nông dân. Sau khi vòi rồng tan thì trời có mưa lác đác. Dù không phải là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện ở đây, nhưng theo nhiều người dân thì ít khi nào vòi rồng lại tạo thành cột nước cao tới hàng chục mét và di chuyển với tốc độ nhanh như vậy. Thái Bình từng nhiều lần ghi nhận vòi rồng, có lần xuất hiện ở khu vực dân cư của huyện Hưng Hà gây tốc mái nhà. Còn những lần mà vòi rồng xuất hiện ở trên biển thuộc huyện Tiền Hải và Thái Thụy thì thường hút nước biển lên tạo thành các cột nước rất là cao. Vòi rồng thường xuất hiện trong cơn mưa dông nhiệt mùa hè. Nó được hình thành từ những đám mây đối lưu phát triển mạnh tạo thành vòng xoáy nối từ chân mây xuống mặt đất và hút những vật ở dưới đất lên không trung.